Mới đây, sáng ngày 9 tháng 4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel về chương trình T09 và hoạt động nghiên cứu sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao của tập đoàn. Trong chuyến thăm này, một số sản phẩm vũ khí công nghệ cao đã được các phóng viên quay chụp lại được và nổi bật nhất trong số này phải kể tới là tổ hợp tên lửa hành trình bờ đối với VCM do Viettel phát triển. Đây có lẽ là lần lộ diện đầu tiên trong năm mới 2024 của một trong những tổ hợp vũ khí công nghệ cao ấn tượng nhất của Viettel nói riêng và ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung. Đây cũng là lần hiếm hoi mà ta được nhìn cận cảnh bệ phóng tự hành của tổ hợp tên lửa bờ nội địa Việt Nam. Sự kiện này đã gây được sự chú ý lớn đối với truyền thông trong nước cũng như quốc tế. Trong đó, báo chí Trung Quốc có một bài viết với tựa đề Việt Nam đã hoàn thành việc mô phỏng tên lửa chống hạm đầu tiên, mạnh nhất Đông Nam Á và có thể được trang bị để phòng thủ các đảo trong tương lai. Đây là bài viết của một nhà quan sát ở Trung Quốc. Người này đã phân tích về sức mạnh của hệ thống tên lửa Made in Việt Nam và thể hiện sự lo lắng khi tương lai chúng ta dùng loại tên lửa này để phòng thủ. Cụ thể, tác giả viết mới đây Việt Nam đã khoe hình ảnh mới của hệ thống tên lửa chống hạm VCM nội địa trong chuyến thị sát Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel của Thủ tướng nước này. Bản chất tên lửa chống hạm VCM-01 là tham khảo từ tên lửa chống hạm KH-35 của Nga mà phát triển. Nhưng về phương diện động lực có thể là có điểm khác biệt so với KH-35. Để nâng cao tầm bắn của tên lửa, Tập đoàn Viettel của Việt Nam đã chọn kết hợp một số sản phẩm nước ngoài. Đó là động cơ phản lực SSE-750K được sử dụng tên lửa hành trình tấn công mặt đất của công ty Hanwha Hàn Quốc và động cơ cánh quạt MS-400 mà công ty Motoshik của Ukraine sử dụng trên tên lửa KH-35. Động cơ cánh quạt tiết kiệm nhiên liệu hơn động cơ phản lực, nhưng sức đẩy và khả năng tăng tốc kém hơn. Tuy vậy, động cơ cánh quạt nguyên gốc của tên lửa Nga cũng không bị loại bỏ. Mục đích của việc này chính là kết hợp cả ba nhà để tạo cho tên lửa VCM có hệ thống động lực tốt nhất. Tên lửa KH-35 Uran là một tên lửa chống hạm hạng trung tiêu chuẩn, rất ít thấy trong các tên lửa chống hạm Liên Xô và Nga. Các tên lửa chống hạm hạng trung khác của họ thường nặng từ 6 đến 7 tấn. Riêng phiên bản KH-35 khá thon thả nhẹ nhàng, được phát triển để trang bị cho các lớp tàu có lượng giãn nước chỉ khoảng 1.000 tấn, cùng máy bay ném bom hoặc là xe tải di động trên bờ. Nếu không làm như vậy thì những quả tên lửa chống hạm cỡ lớn với kích thước như một chiếc máy bay MiG-21 sẽ rất khó sử dụng. Cho dù đặt được lên tàu nhỏ hay là máy bay ném bom thì số lượng có thể mang cũng sẽ rất ít, sẽ không có lợi cho xuất khẩu. Những nước nhỏ và tầm trung không thích hợp với tên lửa chống hạm cỡ lớn, bởi vì tàu nhỏ mang số lượng tên lửa ít thì hỏa lực duy trì không đủ. Tên lửa Uran đã từng tham gia thực chiến, chiến tích đầu tiên của nó là Ukraine đã dùng Uran để đánh chìm tuần dương hạm Moskva của Nga. Các trang bị của Việt Nam đa phần là hệ thống vũ khí Nga, cho nên tên lửa Uran đã có mặt trong quân đội Việt Nam được hơn chục năm và được lắp đặt trên các tàu hộ vệ Shepard, tàu tên lửa tấn công nhanh tia chớp. Cũng vì nó thích hợp với tình hình lực lượng hải quân nhỏ với các tàu nhỏ của Việt Nam và vì Việt Nam đã có những kinh nghiệm nhất định trong khâu hậu cần đảm bảo tên lửa này nên mới nhập khẩu KH-35. Trên tàu tên lửa tia chớp có 4 cụm ống phóng, mỗi cụm có 4 tên lửa chống hạm. Chỉ cần 2 tàu tia chớp cũng có thể thực hiện đòn tấn công bão hòa với một hạm đội nhỏ. Quy mô hạm đội và năng lực chống tên lửa của các nước Đông Nam Á đều rất thấp. Đối diện với đòn tấn công liên tục của tên lửa chống hạm Uran này thì cơ bản là bó tay hết cách chống đỡ. Chính vì tính năng của tên lửa Uran rất tốt, có khả năng tích hợp lên nhiều nền tảng, ngay cả máy bay Su-30 cũng mang được nên Việt Nam mới nhập khẩu. Mà tên lửa VCM cũng là tên lửa chống hạm tự chế tạo đầu tiên của một nước Đông Nam Á. Như vậy là Việt Nam đã đi trước một bước so với 9 nước còn lại trong khu vực này, đồng thời cũng giúp giảm mạnh chi phí trang bị. Nhưng xét đến cùng thì Việt Nam mới chỉ ở trình độ gia công, các công nghệ vi điện tử quang học còn non trẻ. Nhập khẩu KH-35 cũng chỉ khoảng 10 năm, vẫn chỉ mới ở trình độ lắp ráp như là lắp ráp điện thoại Samsung. Ngoài ra, VCM liệu có tốt như sản phẩm nguyên bản không vẫn là điều chưa biết. Tuy nhiên, dám đầu tư và có dũng khí, lòng tin để dám là người đầu tiên thử là điều đáng ghi nhận. Tên lửa Uran tương tự như tên lửa Harpoon của Mỹ, đuôi đạn lắp một bộ phận đẩy nhiên liệu rắn để giúp tên lửa đạt tốc độ Mach 0,6 lúc vừa phóng. Vài giây sau, động cơ phản lực của tên lửa điểm hỏa giúp tên lửa thoát ly bộ phận đẩy và đạt tốc độ Mach 0,9. Tên lửa có tầm bắn là 130 km. So với trang bị thời đại này thì tầm bắn này đã khá gần nên tàu của mình chưa vào cự ly bắn hiệu quả.
thì đã bị tên lửa chống hạm của địch có tầm bắn xa hơn đánh chìm. Khi Việt Nam nhập khẩu loại tên lửa này, họ muốn dùng động cơ cánh quạt thay thế, mục đích là để tăng tầm bắn và trong điều kiện tiết kiệm nhiên liệu tên lửa có thể bắn được xa 200 km. Tuy nhiên đổi lại tốc độ chỉ còn Mach 0,75. Mà tốc độ chậm thì khả năng bị hệ thống phòng không trên hạm bắn hạ sẽ tăng lên. Những tên lửa chống hạm tương đối tiên tiến của Việt Nam hiện nay gồm có một là Uran, hai là P-800. Nhưng P-800 đối với Việt Nam là quá cồng kềnh, chỉ có thể bố trí trên bờ. Uran tương đối linh hoạt, tương lai cũng có thể phát triển phiên bản đặt trên bờ. Không những bố trí trên bờ biển Việt Nam mà còn rất có thể còn bố trí trên những hòn đảo mà Việt Nam đang đóng giữ ở Trường Sa, lấy đó để nâng cao năng lực phòng ngự và tiến công chống lại các cuộc tấn công từ trên biển. Đó là toàn bộ bài viết của nhà quan sát Trung Quốc về loại tên lửa nội địa của Việt Nam. Có thể thấy, họ có khen, có chê, nhưng việc Việt Nam dám làm là điều được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, có vẻ tác giả đã bỏ qua chi tiết quan trọng nhất, đó là hình ảnh các bệ phóng tự hành của tổ hợp tên lửa bờ do Viettel phát triển. Đặc điểm bên ngoài của bệ phóng thì hầu như đã được báo đài nói tới nhiều lần. Nhưng phải nói rằng đây là lần hiếm hoi những bức ảnh cận cảnh của chúng được trình làng. Đặc biệt không chỉ có một mà Viettel có rất nhiều xe phóng tự hành, cũng như các thành phần như là xe đài điều khiển, xe cần cẩu nạp đạn. Hay nói cách khác, có vẻ như công tác sản xuất hàng loạt tổ hợp tên lửa bờ của Viettel đã bắt đầu từ lâu. Chỉ có điều là chúng vẫn chưa được phép công khai hoàn toàn trên sóng truyền hình mà thôi. Nhưng giờ đây thì mọi chuyện đã rõ ràng, có vẻ chúng ta đã thành công tự chế tạo được các loại khí tài trên và có thể cho vào dây chuyền sản xuất hàng loạt, phục vụ cho việc phòng thủ bờ biển của đất nước. Chỉ tiếc là Viettel đã show ra toàn bộ thiết kế bên ngoài, nhưng phần đạn đã không được phép công khai hoàn toàn để bà con được chiêm ngưỡng đầy đủ. Về hình dáng tổng thể cũng như tham số cụ thể của tên lửa VCM cho tới giờ phút này vẫn là một điều gì đó vô cùng bí ẩn. Mặc dù cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã từng ẩn ý vài câu nói về cự ly của loại tên lửa do Viettel phát triển có khả năng vươn tới thềm lục địa phía nam của Tổ quốc, nhưng một thông số rõ ràng vẫn là điều chúng ta cần. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào hình ảnh thực tế này là đủ khẳng định lợi thế khách quan của vũ khí Việt Nam chính là thời gian triển khai nhanh hơn và mức độ cơ động cao hơn, cơ động như du kích khai hỏa và nhanh chóng rời khỏi vị trí. Trích dẫn ý kiến của chuyên gia quân sự Nga, ông Vladimir Kanojov cho biết, đây là xu hướng toàn cầu. Các quốc gia trước đây chưa có các hệ thống vũ khí phức tạp, đang cố gắng tạo ra thứ gì đó của riêng mình. Đối với Việt Nam đã được trang bị các tổ hợp ban E của Nga với tên lửa KH-35UE, việc phát triển vũ khí nội địa dựa trên hệ thống tương tự hiện có của nước ngoài là việc hợp lý. Tôi không nghĩ tên lửa chống hạm VCM của Việt Nam được sửa đổi nhiều so với nguyên mẫu về thiết kế. Như thường nói là về phần cứng, về phần mềm điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Xây dựng hệ thống phóng của riêng mình cũng có ý nghĩa. Bằng cách chế tạo bệ phóng trên khung gầm hạng nhẹ, phía Việt Nam có thêm cơ hội ứng phó linh hoạt hơn với các mối đe dọa từ biển. Nếu bước đầu tiên của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong việc tạo ra vũ khí phòng thủ ven biển thành công và các công việc được tiếp tục, thì chúng ta chỉ có thể vui mừng cho Việt Nam. Họ đi theo con đường tương tự mà Ấn Độ đã thực hiện với tên lửa Brahmos. Đồng thời, chuyên gia này cũng lưu ý việc nội địa hóa sản xuất vũ khí của Việt Nam theo mẫu của Nga là phù hợp với chính Nga. Ông nói thế giới hoạt động theo cách cần tính đến lợi ích của khách hàng, đặc biệt là trong một lĩnh vực như hợp tác quân sự kỹ thuật. Việc hệ thống chống hạm của Việt Nam dựa trên phát triển của Nga là một điểm cộng lớn cho chúng ta. Thị trường tên lửa chống hạm trên thế giới khá rộng lớn, được cung cấp từ các quốc gia khác nhau. Và trong trường hợp này, ngành công nghiệp quốc phòng Nga có thêm cơ hội cung cấp linh kiện, hỗ trợ công nghệ cho các đồng nghiệp Việt Nam. Kết luận, điều này có lợi cho cả Nga và Việt Nam về việc phát triển khả năng của ngành công nghiệp quốc phòng. Có thể thấy, Việt Nam đang ngày càng tự lực dựa vào tiềm năng của chính mình để đảm bảo khả năng phòng thủ. Cho đến nay đó là thông qua việc mua giấy phép sản xuất các hệ thống vũ khí nước ngoài và dần dần nội địa hóa tại các cơ sở trong nước. Đây là con đường đã được chứng minh là đúng đắn. Các bạn thân mến, sau hàng loạt các siêu phẩm được ra đời như là tàu pháo TT-400TP và UAV Hera, Việt Nam tiếp tục khiến cho cả thế giới sửng sốt khi ra mắt tiếp một món hàng nóng khác có sức hủy diệt khủng khiếp. Vâng, đó chính là ngòi nổ cơ điện tử, rất khó tìm mua và chế tạo trên hiện trường. Không một ai tin được rằng lại có ngày Việt Nam có thể tự mình sản xuất ra loại nổ này. Cũng chẳng có ai tin được rằng sẽ có ngày Việt Nam làm được điều không tưởng như thế này. Vậy cụ thể hơn là loại vũ khí này có gì mà lợi hại đến như thế? Việt Nam đã tạo ra nó như thế nào sau bao nhiêu ngày đêm vất vả mày mò?
Vâng, tất cả câu trả lời sẽ có trong video ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn mỗi ngày nhé. Các bạn thân mến, mới đây tin tức nóng sốt kể trên đã được trang tin Sputnik phiên bản tiếng Việt của Nga cho đăng tải rộng rãi. Cụ thể hơn là trong bài viết có tiêu đề Việt Nam chế tạo thành công ngòi nổ cơ điện tử mà không nhiều nước làm được, trang Sputnik cho biết. Theo phóng sự mới nhất của Đài truyền hình Việt Nam VTV, các nhà nghiên cứu thuộc Tổng cục Công nghiệp Bộ Quốc phòng Việt Nam đã công bố chế tạo thành công ngòi nổ cơ điện tử. Đây là công nghệ phức tạp mà không nhiều quốc gia trên thế giới có thể làm được. Được biết, bên trong ngòi nổ cơ điện tử Made in Việt Nam vừa được lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng giới thiệu có đến 200 chi tiết vật tư phức tạp mà Việt Nam lần đầu tiên đã làm chủ công nghệ lẫn quy trình sản xuất độc quyền. VTV nhấn mạnh trong những năm qua, nhiều trang thiết bị vũ khí quân sự quốc phòng hiện đại đã được Việt Nam nghiên cứu và chế tạo thành công. Qua đó, Việt Nam đã khẳng định được khả năng làm chủ các phương tiện kỹ thuật hiện đại, bao gồm cả việc chế tạo thành công ngòi nổ điện tử hot số 1 thị trường. Trong phóng sự của VTV, Thiếu tướng Dương Văn Yên, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã giới thiệu các mẫu ngòi nổ cơ điện tử cùng với quá trình nghiên cứu dày công và đầy tâm huyết của ngành công nghiệp quốc phòng nước nhà. Theo đó, hơn 400 loại ngòi nổ thuộc đủ các thế hệ đã trở thành niềm tự hào và cũng là niềm đam mê của nhà nghiên cứu khoa học quân đội này. Và từ chính thành công ấy, Thiếu tướng Dương Văn Yên đã truyền lửa cho các đồng đội bên cạnh mình. Nói về quá trình nghiên cứu ngòi nổ cơ điện tử, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết suốt thời gian qua, ông đã trực tiếp đi xuống các nhà máy, hướng dẫn đề tài, gỡ khó cho nghiên cứu và thúc đẩy những sáng kiến đột phá phát triển. Việc làm chủ ngành công nghiệp quốc phòng là công việc rất khó vì hầu hết các nước khác đều nắm giữ công nghệ nền, công nghệ lõi và giữ bí mật. Tuy nhiên, với tinh thần vượt khó và sáng tạo, nhiều sản phẩm mới của Việt Nam đã ra đời. Theo đúng như là kế hoạch dự kiến vào cuối năm nay, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, cuộc triển lãm quốc phòng quy mô lớn trong nước sẽ được tổ chức rộng rãi. Tại đây, Việt Nam sẽ giới thiệu trưng bày những loại vũ khí hiện đại nhất do ngành công nghiệp quốc phòng nước nhà sản xuất. Đó là dịp để Việt Nam thể hiện niềm tự hào và khẳng định khả năng làm chủ công nghệ của các nhà khoa học quân đội ở thời điểm hiện giờ. Vâng, đúng như những gì mà trang tin Sputnik nói, dự án nghiên cứu ngòi nổ cơ điện tử là đề tài khoa học cấp quốc gia của Việt Nam. Nó được triển khai bởi Thiếu tướng Dương Văn Yên cùng với các đồng đội của mình trong nhiều năm liền. Người ta ví von rằng quy trình sản xuất loại ngòi nổ này tương đương với việc chế tạo ra một chiếc đồng hồ, nhưng nó còn khó hơn gấp bội lần. Tuy nhiên, kết quả sau cùng đã được đền đáp xứng đáng. Loại ngòi nổ được ra đời có thể hoạt động trong môi trường khắc nghiệt với thời gian ngắn, tầm 1% hoặc 1/1000 giây. Nó có thể chịu quá tải lớn gấp hàng chục lần các thiết bị ứng dụng gia tốc trọng trường. Tất cả là nhờ vào quá trình nghiên cứu đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khắt khe nhất về chi tiết thiết kế và cơ cấu vận hành. Nói về thành phần cấu tạo của nó, chúng ta phải dùng 4 từ cực kỳ phức tạp để diễn tả. Bởi vì nó có đến 200 chi tiết lắp ráp siêu nhỏ với thành phần chính là phần tử điểm hỏa, có điện áp không khai hỏa theo thiết kế và mạch điều khiển hoạt động ở mọi mức điện áp, miễn là mức điện áp đó nằm trong khoảng điện áp điện tử. Theo đó thì ngòi nổ cơ điện tử có thể được sử dụng cho các loại tên lửa phòng không không quân có sức công phá mạnh. Nó góp phần tạo ra những đòn tấn công có sức hủy diệt khủng khiếp, đủ để khiến cho kẻ địch phải chịu tổn thất nặng nề. Vậy nên có thể nói là thông qua thành tựu nổi bật nêu trên, Việt Nam đã cho thấy được khả năng sáng tạo đáng kinh ngạc của mình. Nó đã giúp cho Việt Nam làm được một điều tưởng như là kỳ tích đối với nền quân sự quốc phòng ở thời điểm hiện giờ. Lý giải cho thành công đó, chúng ta cần phải kể đến rất nhiều yếu tố khác nhau. Đầu tiên là vì Việt Nam có rất nhiều các nhân tài am hiểu lĩnh vực nghiên cứu công nghệ quốc phòng, như là Thiếu tướng Dương Văn Yên, người vừa có kiến thức, vừa có niềm đam mê mãnh liệt với công tác nghiên cứu và sáng tạo khoa học liên quan đến lĩnh vực quốc phòng. Chính sự say mê đã thôi thúc ông Yên nói riêng và các nhà nghiên cứu quốc phòng Việt Nam nói chung tích cực tìm tòi bí quyết tạo ra những món hàng nóng mang tính hủy diệt hàng loạt. Chúng được ví như là nỗi ám ảnh kinh hoàng của kẻ thù. Nhưng chúng ta cần biết rằng, nhân tài nếu không được trọng dụng và tạo điều kiện phát triển cũng sẽ bị mai một dần. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra tại Việt Nam khi các nhà lãnh đạo có tầm nhìn luôn có những chính sách đào tạo và đãi ngộ hấp dẫn dành cho các nhà khoa học tài năng hoạt động trong lĩnh vực này. Minh chứng là vừa qua, những người đứng đầu chính phủ đã dựa trên nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ quân đội để định hướng phát triển nguồn nhân lực công nghiệp quốc phòng theo 3 nguyên tắc sau đây. Một là Bộ Quốc phòng đề ra quy hoạch, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực một cách khoa học, khả thi và nâng cao nhận thức của cấp ủy, đồng thời chỉ huy các cấp phát triển nguồn nhân lực công nghiệp quốc phòng vững mạnh toàn diện. Hai là các ban ngành có liên quan không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo bằng cách đào tạo lại,
hoặc đào tạo chuyên sâu nguồn nhân lực công nghiệp quốc phòng. Trong đào tạo lại nguồn nhân lực công nghiệp quốc phòng hiện có, trước hết cần nâng cao trình độ tiếng Anh cho lực lượng làm nhiệm vụ tiếp nhận, chuyển giao công nghệ sản xuất quốc phòng từ các nước trên thế giới có nền công nghiệp tiên tiến hiện đại. Từng nhà máy nói riêng và toàn ngành công nghiệp quốc phòng nói chung cần chủ động đào tạo lại nguồn nhân lực bằng khả năng điều kiện của mình. Người đi trước có trình độ cao hơn, nhiều kinh nghiệm hơn thì bồi dưỡng trực tiếp cho người đi sau có trình độ và kinh nghiệm còn hạn chế. Song song đó, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo mở thêm các lớp đào tạo lại hoặc là đào tạo nâng cao nguồn nhân lực nước nhà, đồng thời mời chuyên gia nước ngoài đến trao đổi kiến thức, kinh nghiệm sản xuất quốc phòng, lựa chọn và cử đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề đi học tập, tập huấn ở các nước có trình độ công nghiệp quốc phòng tiên tiến hàng đầu. Ba là Việt Nam cần có cơ chế chính sách phù hợp để thu hút giữ chân nguồn nhân lực công nghiệp quốc phòng có chất lượng cao, bởi vì trong nền kinh tế thị trường khó tránh khỏi sự so sánh về môi trường làm việc và thu nhập của người lao động lành nghề. Theo đó thì để khắc phục tình trạng chảy máu chất xám, đứng núi này trông núi nọ, người lao động từ các nhà máy công nghiệp quốc phòng chuyển sang làm việc tại các doanh nghiệp dân sinh, doanh nghiệp nước ngoài sẽ được hưởng cơ chế chính sách đãi ngộ tốt, để đời sống vật chất tinh thần của họ không thua kém gì người lao động ở doanh nghiệp dân dụng hoặc là doanh nghiệp nước ngoài. Ngoài ra thì Bộ Quốc phòng Việt Nam còn mạnh tay đầu tư nguồn vốn lẫn các phương tiện, vật chất, kỹ thuật cho đội ngũ các nhà khoa học đẩy mạnh nghiên cứu. Đây chính là nguồn lực quan trọng mang đến thành công lớn cho dự án nghiên cứu ngòi nổ cơ điện tử và hàng loạt những loại vũ khí khí tài khác suốt thời gian dài. Hy vọng rằng trong tương lai tới đây, Việt Nam sẽ tiếp tục cho ra đời thêm nhiều siêu phẩm khác để hiện đại hóa quân đội, nâng cao sức mạnh quốc phòng và giảm thiểu được chi phí mua sắm vũ khí từ nước ngoài. Nhưng để làm được điều đó, Việt Nam cần phải cố gắng hơn nữa, chứ không nên ngủ quên trên thành công nhỏ bé này.